Xem tướng xâm để biết ngay vận mệnh sang hèn, giàu nghèo đúng đến 99%. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói cái răng, cái tóc là góc con người. Vì thế hàm răng không chỉ đơn thuần là để làm đẹp cho khuôn mặt mà nó còn nói lên tính cách của một người. Từ xưa đến nay, hàm răng và nụ cười vẫn luôn là những tiêu chuẩn không thể thiếu để thẩm định vẻ đẹp của một người. Hơn thế, qua hàm răng ta còn có thể coi bói xem được chủ nhân là người như thế nào, tính cách, vận mệnh ra sao. Và chắc chắn một điều rằng có một thứ liên quan mật thiết đến tính cách, vận mệnh con người mà nhân tướng học cũng vô cùng chú ý, đó chính là hàm răng. Vậy người có tướng răng như thế nào là có vận mệnh giàu sang, hay người có tướng răng như thế nào là có vận mệnh bần hàn? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Người có tướng răng khểnh. Răng khểnh hay còn gọi là răng duyên, tình trạng răng mọc chất lên trên, không đều đúng như trong khuôn hàm. Về chức năng thì răng khểnh không có nhiệm vụ nghiền nát thức ăn. Về tính thẩm mỹ thì răng khểnh chỉ đẹp chứ không có nhiệm vụ gì. Khi xem tướng răng phụ nữ có chiếc răng khểnh thường khá xinh đẹp và dễ thương. Trong giao tiếp, người này luôn được các chàng yêu mến và theo đuổi. Bởi vì người phụ nữ có chiếc răng khểnh thường giỏi giang trong chuyện bếp núc và chồng con. Đổi lại, đường công danh sự nghiệp không quá thành công, chủ yếu nương nhờ vào gia đình. Người đàn ông có chiếc răng khểnh có tính cách khá đào hoa, phong lưu. Tuy nhiên, đường công danh lại gặt hái khá nhiều thành công, làm việc gì cũng được quý nhân tương trợ và giúp đỡ, răng mọc khít vào nhau. Cô gái nào có hàm răng nhỏ vừa, mọc sát nhau, vừa khít, lại trắng và đều, thường lớn lên sẽ cực kỳ khéo léo, giỏi nữ công gia chánh. Với nam giới, đây là hàm răng thể hiện sự phong lưu, đa tình, dễ được người khác giới hâm mộ, theo đuổi. Nhưng nếu hàm dưới răng mọc nhỏ mà thưa, thì vận mệnh của họ sẽ vô cùng cực khổ. Nếu là đàn ông sẽ có đời sống hôn nhân kém cỏi, tài vận và sự nghiệp sa sút. Phụ nữ thì dễ gả nhầm chồng, lấy nhầm người, lòng đong chân chuyên cả một đời. Hoặc nếu có lấy được người tử tế thì cũng bị nhà chồng ganh ghét, hành hạ, mệt mỏi, khổ sở về tâm tư. Điểm cộng của những người có răng nhỏ mà đều là họ nói lời, biết giữ lấy lời, đã nói là làm, đã hứa là sẽ quyết tâm thực hiện. Họ cũng rất biết giữ bí mật, sẵn sàng sống để bụng, chết mang đi. Nếu là bạn đời, bằng hữu thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm ở bên họ suốt đời, suốt kiếp vì họ luôn nghĩ cho người khác, hành xử thật tâm và đẹp mặt. Người có hai răng cửa to, vuông. Cẩn thận, chu đáo, làm gì cũng suy nghĩ trước sau, vẹn toàn là đặc trưng của những ai có kiểu răng cửa to và vuông. Hơn thế nữa, người này còn rất dễ thành công trong sự nghiệp nhờ vào khả năng giao tiếp khéo léo và nhạy bén của mình. Nếu giữa hai răng cửa và hai răng bên cạnh kín khít, không có kẽ hở nào, chủ nhân sở hữu một trí tuệ minh mẫn, bộ não thông minh, cơ thể cường tráng. Người này rất hợp làm nghiên cứu và sẽ thành công trên con đường học vấn hơn là làm ăn buôn bán. Trong trường hợp hai răng cửa thưa, kẽ răng to, rộng thì cuộc đời của chủ nhân không lý tưởng, tài lộc kém vượng. Nếu răng hô chia ra ngoài, nam giới tính tình quá phóng khoáng, nữ giới lại khá đanh đá, chua ngoa. Cuộc đời của người này ở mức trung bình, phần lớn là làm các công việc chân tay, cuộc sống khó mà giàu sang, phú quý. Người có kẽ hở giữa hai răng cửa. Đây là câu nói dân gian dùng để chỉ tính cách, phẩm chất xấu của người có răng cửa thưa. Với ý nghĩa, răng cửa thưa tướng số là người không trung thực hay nói sai sự thật nên dễ gây chuyện thị phi, không được nhiều người tin tưởng, quý trọng. Tuy nhiên, quan niệm dân gian này không hoàn toàn đúng trong tất cả các trường hợp răng thưa. Thực tế có những người răng thưa có lời nói rất thành thật và đáng tin cậy. Vì vậy, quan niệm răng thưa nói láo chỉ mang tính chủ quan, không chuẩn xác, tướng răng thỏ. Răng thỏ là hàm răng có hai chiếc răng cửa hàm trên to và dài.
thường doanh thỏ có kích thước tầm 1 đến 2mm so với cung hàm trên. Sự khác biệt này tạo điểm nhấn trên gương mặt cho người sở hữu. Ngày trước, người sở hữu tướng răng thỏ cảm thấy tự ti và mặc cảm. Nhưng ngày nay, tướng răng này trở thành một xu thế mới bởi sự dễ thương, tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Người phụ nữ sở hữu tướng răng thỏ thường khá duyên dáng, ngây thơ và luôn đem lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc cho người bên cạnh. Mặt khác, người này thường rất thông minh và gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, nhất là đường tình duyên gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Người đàn ông có tướng răng thỏ thường sống khá độc lập cả về cuộc sống lẫn tài chính. Người này luôn tận dụng mọi cơ hội may mắn để gặt hái thành công trong sự nghiệp. Đây là mẫu người đàn ông cầu tiến, là một chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Người có hàm răng quặp vào trong. Răng quặp là tình trạng răng cửa quặp vào bên trong, khiến hai hàm răng không thể đối xứng và khít đều nhau. Phần nào, người có tướng răng quặp có số mệnh khá vất vả và gian nan chăm bề. Mà người khác sở hữu tướng răng quặp thường thiếu tự tin trong giao tiếp, mang lại tính thẩm mỹ kém trên gương mặt người sở hữu. Người phụ nữ sở hữu tướng răng quặp thường có cuộc sống tự lập, khá chi li và cẩn thận trong mọi việc. Đường công danh, sự nghiệp chỉ ở mức trung bình, không được thành công. Đổi lại, người phụ nữ có tướng răng quặp thường được các chồng yêu thương và bù đắp trong chuyện hôn nhân gia đình. Người đàn ông có tướng răng quặp thường có tính khám phá, có chí tiến thủ, không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng, song bản tính chi li khiến họ không dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Người có hàm răng hô. Người ta thường nói nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún. Tức là những người sở hữu những tướng mạo này thường là những người có tâm tính không tốt, cần phải đề phòng. Vì vậy, nói không mê tín nhưng thực tế, những người răng hô thật ra rất xấu bụng, ưa cãi vã, không được lòng người khác vì sự xấu tính, đố kỵ, ganh ghét của mình. Họ rất nóng tính, dễ nổi cáu nhưng lại không chịu an phận thủ thường. Đàn ông răng hô thì phúc đức tổ tông không chịu được đến đời mình. Người này tính tình thường bạo liệt, ít gặp may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đàn bà răng vừa hô, lưỡng quyền lại cao là có tướng khắc phu dạng vừa, sẽ phải qua hai đời chồng hoặc sống một kiểu vợ chồng ngâu một đời mới hạnh phúc. Người có hàm răng vẩu. Răng vẩu là tình trạng hàm răng mọc không đều nhau, răng nanh dài và nhọn hơn các cây răng còn lại. Người sở hữu chiếc răng vẩu thường có tính cách quái gở, nói năng hoang đường. Cũng chính vì điều này mà người sở hữu trở nên kém duyên trong giao tiếp. Người phụ nữ sở hữu răng vẩu có tính cách khá độc lập, thích làm việc một mình mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Bởi thế trong giao tiếp, người này ít có bạn tri kỷ thấu hiểu. Đường công danh sự nghiệp không dễ dàng thành công như mong muốn. Người đàn ông sở hữu tướng răng vẩu thường có tính cách quái đản, thích trêu chọc người khác mà không biết điểm dừng. Đường công danh không được tươi sáng, tốt đẹp. Người sở hữu hàm răng hàn lựu. Tướng răng hàn lựu là các cây răng mọc đều trên hàm, chúng đều và bằng như hàn lựu. Người sở hữu tướng răng hàn lựu khá xinh đẹp và duyên dáng, luôn sở hữu ngoại hình quyến rũ và tự tin thông qua nụ cười. Người con gái sở hữu tướng răng hàn lựu thường rất xinh đẹp, thông minh và khéo léo trong giao tiếp. Tuy nhiên, người này lại lận đận trong chuyện tình duyên, chịu nhiều nỗi buồn trong chuyện hôn nhân gia đình. Người đàn ông có tướng răng hàn lựu thường gặt hái nhiều thành công trong công việc. Bởi người này luôn tài giỏi và thông minh, luôn suy tính cẩn thận trong việc vấn đề. Cuộc sống của người này khá thoải mái, vui vẻ, gia đình hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Người có hàm răng rồng. Đàn ông sở hữu tướng răng rồng được gọi là đẹp nhất. Kiểu răng này có đặc điểm là răng cửa rất dài và trắng. Cả hàm răng có tới hơn 32 chiếc. Bên cạnh đó còn có đặc điểm dáng hình cao lớn. Mặt, mũi, tai đều dài, còn được gọi với tên khác là long hình. Người sở hữu tất yếu sẽ là người có đại phúc, giàu sang và thịnh vượng. Người có hàm răng hổ. Tướng răng hổ là người sở hữu có một hoặc hai chiếc răng nanh ở hàm trên, cạnh răng cửa, nhô ra ngoài. Người có chiếc răng hổ thường khá duyên dáng và thùy mị. Mọi thứ đối với họ luôn suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió. Người phụ nữ có tướng răng hổ vô cùng tháo vát trong công việc. Đối với họ, công việc là niềm vui mỗi ngày. Người này rất khéo léo trong giao tiếp. Họ luôn làm hài lòng người khác. Tuy nhiên, người này có tính cách khá kiêu ngạo nên cuộc sống sẽ bị đơn độc, trắc trở trong chuyện tình duyên. Người đàn ông có tướng răng hổ thường thông minh và tài giỏi trong công việc, luôn nhanh nhẹn và suy tính chu đáo trong mọi việc.
Cũng chính vì điều này mà người này luôn bị người khác đem lòng đố kỵ, ít có bạn tri kỷ, thâm giao. Người có hàm răng trâu. Có thể đoán định tướng răng này thông qua các điểm răng cửa trắng, dài, to và đều. Sống như răng rồng, răng trâu có đến hơn 32 chiếc răng khi tính cả hàm. Người sở hữu tướng răng này thường có phúc phần hơn người, đặc biệt là con cháu giỏi giang, thành đạt, có phúc nhờ con. Người có hàm răng chó. Răng chó là đặc điểm là răng cửa không đều nhau, bên cạnh là răng nanh dài và nhọn. Không ít người sở hữu tướng răng này thường có tính tình kỳ quái, lạ thường, ăn nói hàm hồ hoang đường, đầu óc lúc nào cũng bay bổng trên mây, khó làm việc gì nên hồn, do đó gặp khá nhiều thất bại. Người có hàm răng thưa. Người có hàm răng thưa. Tướng răng thưa là khoảng cách giữa hai chiếc răng cửa có khoảng cách trên khuôn hàm. Điều này tạo cảm giác thiếu tự tin, mất thẩm mỹ cho gương mặt mỗi khi nở nụ cười. Khoảng trống này đôi khi là một bất tiện khiến việc ăn uống gặp nhiều khó khăn, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình vệ sinh răng miệng. Người phụ nữ sở hữu tướng răng thưa thường thiếu tự tin mỗi khi cười. Tuy nhiên đổi lại, người này có tính cách khá vui vẻ, phóng khoáng và tốt bụng. Trong các mối quan hệ, người này không chi li tính toán, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Mặt khác, người sở hữu tướng răng thưa thường báo hiệu cuộc sống tương lai có phần vất vả, khó khăn. Gia đình không được hòa thuận, tốt nhất bạn cần cải thiện tướng răng thưa để cải thiện vận số. Khi xem tướng răng, đàn ông răng thưa thường có tính cách khá thẳng thắn, bộc trực nhưng có phần xuề xòa, không chú ý lắm đến hình dạng bên ngoài, thiếu kiểm soát trong lời nói và hành động. Người này vướng phải tai tiếng, thị phi. Nói cách khác, người này thường có đường công danh, sự nghiệp không mấy thành công, cuộc sống chỉ tạm ổn. Người có răng không đều, mọc lộn xộn. Người có răng lộn xộn, nhấp nhô, bất kể là nam hay nữ đều rất không tốt lành. Trong cuộc sống gia đình, họ luôn phải chịu cảnh bất hòa, khó ở. Trong giao tiếp, họ rất kém cỏi. Trong công việc, họ thiếu khả năng bao quát và không biết làm việc nhóm. Nếu là răng vừa xấu vừa vàng lại khấp khểnh thì họ có hơi nhiều tà tâm. Nhưng nếu răng đã xấu, răng cửa lại quá to thì tính tình rất bạo lực, vũ phu, ăn nói hàm hồ, khó nghe. Tiếp người này vì thế chẳng bao giờ làm nên việc lớn, sẽ thuộc tầng lớp hạ lưu, làm việc chân tay một đời. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.